Xin chào mọi người đã đến với kênh Bác sĩ sữa mẹ Anh Thi. Trong podcast Tâm sự mẹ sữa hôm nay, bác Thi muốn đọc cho các bạn nghe tâm sự của một em bé mới sinh. Cảm nhận như thế nào khi có một người mẹ trải qua một cái giai đoạn trầm cảm cho tới khi mẹ ấy vượt qua nó như thế nào? Em bé 1 tuần tuổi. Mẹ ơi, hôm nay con thấy mẹ khóc. Mẹ khóc vì mẹ yêu con. Mẹ muốn có đủ sữa cho con. Mẹ đang tự trách mình sao mà tệ quá, việc đủ sữa cho con cũng không làm được. Nhưng mẹ ơi, con không muốn nhìn thấy mẹ như vậy. Con buồn lắm khi thấy bản thân mình là gánh nặng cho mẹ. Mẹ đã vì con vất vả trải qua cuộc sinh nở, giờ mẹ lại đau đầu để làm sao đủ sữa cho con. Mỗi lần mẹ hút sữa hay mỗi lần con bú bình sữa công thức, mẹ đều rưng rưng nước mắt. Hôm nay con thấy mẹ đi bác sĩ. Bác sĩ nói mẹ bị trầm cảm, mẹ phải uống thuốc. Mẹ đành cho con uống sữa công thức. Mẹ ơi, con không muốn nhìn thấy mẹ như thế. Sức khỏe và tinh thần của mẹ đi xuống từ khi con ra đời. Con cảm thấy mình có lỗi lắm. Con thà uống sữa công thức để mẹ đừng đặt áp lực lên bản thân mình quá lớn, để mẹ có thể vui vẻ hơn. Con muốn hai mẹ con mình hạnh phúc bên nhau. Con muốn được mẹ ôm ấp. Con muốn được mẹ trò chuyện với con, hát và đọc sách cho con nghe. Tại sao mẹ cứ khóc hoài vậy mẹ ơi? Em bé 4 tuần tuổi. Hôm nay, con có nghe mẹ nói chuyện điện thoại với một cô bác sĩ nào đó. Vừa nói chuyện trong điện thoại, mẹ vừa khóc với cô bác sĩ ấy rất nhiều. Mẹ đã khóc như chưa từng được khóc. Con không biết cô bác sĩ ấy là ai. Cô ấy đã nói gì với mẹ mà khiến mẹ khóc nhiều như vậy? Nhưng sau khi mẹ cúp điện thoại, con thấy mẹ hít thở thật sâu trong vài phút. Miệng mẹ mỉm cười. Con chưa bao giờ thấy mẹ thoải mái như vậy. Cô bác sĩ ấy hình như là bà Tiên phải không mẹ? Em bé 5 tuần tuổi. Vài bữa nay, con thấy mẹ bắt đầu hút sữa nhưng mẹ không khóc nữa. Con thấy mẹ vẫn cho con uống sữa công thức, nhưng mẹ đã nói chuyện và cười với con nhiều hơn. Con nghe ba nói tinh thần mẹ đã tốt hơn nhiều. Bác sĩ đã giảm thuốc cho mẹ và tương lai có thể cắt thuốc. Em bé 6 tuần tuổi. Mẹ ơi, hôm nay con khó chịu trong người quá. Con khóc hơi nhiều, mẹ đừng buồn con nha. Con không muốn như vậy, nhưng vì con muốn ngủ mà sao con không ngủ được đó mẹ. Hôm nay mẹ kể con nghe vì sao bây giờ mẹ thoải mái hơn, dù rằng con đang rất là khó ở và khiến mẹ hơi mệt. Mẹ nói rằng mẹ sẽ không cố gắng trở thành một người mẹ hoàn hảo. Mẹ sẽ làm điều tốt nhất cho cả hai mẹ con trong khả năng của mẹ, rằng mẹ yêu quý từng giây phút mẹ được ở bên cạnh con. Chúng ta nên biến nó thành những giây phút đáng nhớ, đừng để nó trở thành những kỷ niệm buồn đầy nước mắt. Mẹ nói mẹ cảm ơn bác sĩ Anh Thi đã giúp mẹ tẩy não. Ôi mà tẩy não là gì vậy mẹ, con không hiểu. Mẹ nói nhờ bác sĩ Anh Thi mà mẹ đã suy nghĩ được mọi thứ khác đi rất nhiều, hạnh phúc hơn, bình an hơn, tận hưởng mọi phút giây trong ngày bên cạnh con. Mẹ hiểu rằng con cần một người mẹ hạnh phúc, bình an. Điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với việc áp lực bản thân mình phải có đủ sữa cho con. Em bé 7 tuần tuổi. Mẹ đã không cần uống thuốc nữa. Bác sĩ nói mẹ khỏe mạnh rồi. Dù bây giờ con vẫn không có đủ sữa mẹ để uống, nhưng con dùng sữa mẹ và sữa công thức song song. Con rất hạnh phúc khi thấy mẹ vui. Mẹ nói nguồn sữa mẹ đang tăng dần, dù là chậm thôi, nhưng không sao. Hai mẹ con bình an là quan trọng nhất. Mẹ ơi, mẹ cứ giữ tinh thần như vậy mẹ nhé. Con uống sữa gì cũng được, miễn mẹ bình an là được. Con yêu mẹ. Nhật ký của em bé 7 tuần tuổi.